Là 9:30 sáng ngày 22 tháng 11 thì hiện tại đồ gỗ Tùng Tám là đang hoàn thiện một chiếc sập thờ gỗ cụ chân 20 cho bác Nhẫn tại Tình Cương, Cẩm Khê. Và hôm nay thì chúng tôi đã hoàn thiện xong và hôm nay bác đến kiểm tra mộc của sập thờ này. Để trên màn hình đây là hình ảnh bác Nhẫn đây. Chiếc sập thờ này thì bằng chất liệu gỗ cụ, được đục chạm tứ linh, hàng thì dày dặn chắc chắn rất đẹp. Đây dạ này được đục chạm tứ linh, long ly quy phụng, một bên là nghê phượng và một bên là rồng, giữa có đầu của phô. Bên trên là chúng tôi có đục chạm nghê trầu cuốn thư, ở phần cột dưới là phần bầu rượu và đồng tiền, hàng thì vô cùng dày dặn chắc chắn. Đây phía dưới là có, chúng tôi có kê chân nghi. Đây là tổng thể chiếc sập thờ này, rất là đẹp. Tôi sẽ quay gần hơn chứ. Đây là con trai của bác. Những phần đục chạm này rất là sắc nét, kính bóng. Đây là ở mọi người mà ai có nhu cầu muốn sở hữu những sản phẩm như này có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, hoặc là truy cập vào website đồgỗtùng8.com. Xin cảm ơn bác đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của chúng tôi. Chúc bác và gia đình nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác.